trong một hoạt động ở trung quốc đầu bếp nổi tiếng của đài loan ông giang chấn thành cho biết ông đang chuẩn bị mở chuỗi nhà hàng đầu tiên ở trung quốc mang tên cầu thành đô ông giang chấn thành chủ trương trước tiền đề tôn trọng thiên nhiên và truyền thống trở về điểm ban đầu khám phá tia này của ẩm thực kết hợp với sự hiểu biết về nguyên liệu văn hóa phong tục thành đô đem đến hương vị ẩm thực tứ xuyên hoàn toàn mới mẻ cho thực khách ngoài ra cầu thành đô tượng trưng cho tinh thần cách mạng hy vọng có thể phá vỡ hương vị xưa nay của món ăn tư xuyên đem đến một làng do mới cho ẩm thực tư xuyên còn đối với nhà hàng ông giang chứng thành cũng cho rằng mỗi một nhà hàng đều là tác phẩm mới của ông ông miêu tả nhà hàng của ông đều giống như một bức tranh từ một trang giấy trắng dần dần điền đầy mảnh giấy sẽ có một khoảnh khắc nào đó, mình sẽ tự cảm thấy hài lòng, không muốn đồng đến nữa và ký tên ở bên cạnh. 11 tác phẩm đều nên dừng lại lúc hoàn chỉnh nhất. Ông Giang Chính Thành sinh ra ở Đài Loan, ông mở nhà hàng ở Singapore, giành được 2 sao Michelin.